biến cố của gia đình lan rộng đến toàn cầu. Không chỉ gây chú ý bởi hoạt động nghệ thuật, Thanh Bùi Khi Yên Về Gia Thất cũng khiến dư luận bàn tán. Vì sao ư? Vì vợ anh ấy là Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, một nữ cường nhiều người mến mộ. Và một lần nữa, cuộc hôn nhân này lại xôn xao khi Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân lần lượt gặp biến. Và Thanh Bùi cũng không ngoại lệ khi là chủ đề xôn xao, nhưng anh ấy lại rất bình thản luôn nha. Vâng, thưa quý vị, suốt một thời gian qua, ồn ào liên quan bà trùm Trương Mỹ Lan đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Cùng lao dốc với nữ tướng này còn có Trương Huệ Vân, cô cũng là bà xã của Thanh Bùi. Kể từ thời điểm vướng ồn ào, nam ca sĩ dường như ở ẩn và không có phát ngôn liên quan. Và đến mới đây, xuất hiện tại chương trình của MC Nguyên Khang, nam nhạc sĩ mới có dịp trải lòng mọi chuyện. Ở những chia sẻ đầu tiên, Thanh Bùi cho biết đây là thời điểm phù hợp để anh quay trở lại với khán giả. Thanh Bùi cũng thổ lộ không phải anh không xuất hiện, vì trước đó anh chưa có lý do và câu chuyện mới để chia sẻ. Anh không còn cảm xúc để nói về câu chuyện của Tình Về Nơi Đâu hay Lặng Thầm Một Tình Yêu nữa. Đây là những bản hit tạo nên tên tuổi của Thanh Bùi. Khác với những gì người ta nghĩ về áp lực, việc sự sụp đổ trong Thanh Bùi khi gia đình gặp biến, bản thân nam nhạc sĩ lại khá ổn. Thậm chí, anh không gặp bất cứ áp lực nào từ xung quanh. Suốt thời gian qua, tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho mình. Khi gặp gỡ bạn bè, người thân đều nói: chia sẻ với Thanh nhé. Thực sự, không ai có lời nói hay thái độ tiêu cực. Cảm nhận được điều đó, tôi tự nhủ mình cứ sống thật, nói thật, cứ là chính mình thì mọi việc dần dần sẽ ổn. Đặc biệt, trong buổi chia sẻ với MC Nguyên Khang, Thanh Bùi còn tiết lộ cách để vượt qua biến cố nhanh nhất là chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Khi mình chấp nhận, mình cảm nhận hết nỗi đau, sự khó khăn, cảm nhận được con đường vất vả đến mức nào, mình sẽ có lựa chọn đi con đường dễ dàng hoặc đi con đường đúng nhưng khó khăn. Lấy dẫn chứng cụ thể về biến cố của gia đình mình, Thanh Bùi thẳng thắn cho biết sự việc lan rộng tới mức toàn cầu. Chuyện là một lần anh sang nước ngoài và nhận được câu hỏi: bạn có biết những câu chuyện đang xảy ra ở Việt Nam không? Anh nói: tôi biết chứ. Và qua đó, Thanh Bùi nhận ra rằng mình đã thực sự hiểu mình như thế nào. Thử thách đó cho thấy mình có thực sự vững trong tư duy, suy nghĩ hay không. Tình yêu thương của người mẹ dành cho con, tôi không thể thay thế được. Tôi chỉ cố gắng tạo ra môi trường để con hoạt động chung sống. Tôi nghĩ hai con đã có cuộc sống may mắn nhất có thể trong tình huống này. Tôi tin qua khó khăn, trải nghiệm sẽ tạo ra hai người vô cùng sâu sắc. Đây là những thử thách rất lớn và tôi chọn đi tiếp trên con đường này từng bước một. Một lần nọ chia sẻ với truyền thông về câu chuyện 2 năm qua, đặc biệt là việc một mình nuôi dạy hai con sinh đôi khi không có mẹ chúng bên cạnh, Thanh Bùi thổ lộ không đồng cảm những câu như cha mẹ đã hy sinh nhiều cho con phải thế này thế kia, vì như vậy có thể vô tình tạo áp lực lên con trẻ. Tôi cảm nhận không có gì đẹp bằng quan hệ tự nhiên của tôi với hai con song sinh, Khải An, Kiến An. Tôi dành nhiều thời gian cho con, ba cha con yêu thương và gắn kết. Con tôi may mắn có điều kiện phát triển trong hệ sinh thái giáo dục, tôi bỏ nhiều tâm sức và thời gian gây dựng, gồm học viện âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, trường mầm non, trường liên cấp theo mô hình NLCS, trường North London College School của Anh. Con được học hát, nhảy, chơi piano, violon, thuyết trình, bơi, bóng đá, bóng bàn, võ thuật. 7 tuổi, Khải An và Kiến An lập được ban nhạc riêng. Tôi nghiêm khắc và đề cao tính kỷ luật. Ví dụ, tôi quy định 6 giờ 50 mỗi ngày, hai bé phải sẵn sàng đứng ở cửa để tôi đưa đi học. Chỉ cần con trễ trên 2 phút, con phải tự lo liệu tới trường hoặc ở nhà. Tôi lắng nghe, tôn trọng ý kiến của hai con, nhưng không phải muốn gì thì nói. Người thân cho rằng tôi khắt khe, nhưng điều tôi muốn là các con có được nền tảng cốt lõi để sau này vững chãi trên đường đời. Và rất may, ông trời ban cho hai con tôi tấm lòng rộng mở, dễ chịu, hiểu biết hơn tuổi nên tôi không gặp vất vả nhiều. Khi được hỏi về việc bù đắp sự thiếu hụt của bà xã trong căn nhà của mình, Thanh Bùi thổ lộ việc hai bé tò mò về việc vắng mẹ. Tôi đã chia sẻ với con cặn kẽ từng giai đoạn sự việc xảy ra với gia đình để hiểu các con, biết thông cảm và an tâm. Các con tôi có nhiều tình yêu thương xung quanh nên phần nào bớt đi sự thiếu thốn tình cảm. Hồi 2 tuổi, cặp song sinh bị chậm phát triển do sinh non, chẩn đoán phụ tự kỷ. Nhờ chuyên gia đầu ngành can thiệp kịp thời và đúng phương pháp, đến 5 tuổi, các con tôi mới trở lại bình thường. Việc đối diện với tình huống khó khăn trong cuộc sống sẽ khiến con tôi mạnh mẽ hơn. Và bây giờ, tôi ngồi nói chuyện với Khải An, Kiến An như những người đàn ông trưởng thành. Hai con được sống trong môi trường xung quanh đều có những hình ảnh phụ nữ tuyệt vời như bà, chị và các cô. 2 năm qua, hai đứa con có cơ hội được gặp mẹ vài lần, mọi chuyện bây giờ đã ổn. Đặc biệt, khi được hỏi về mối quan hệ với vợ sau những gì đã xảy ra, Thanh Bùi thẳng thắn bày tỏ: tôi vẫn mãi mãi một tình yêu với vợ bằng hành động chứ không phải lời nói. Điều tôi có thể sát cánh cùng cô ấy là nuôi dạy hai con thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội, đỡ gánh nặng cho bạn đời. Ngoài ra, tôi cũng phải biết giữ gìn sức khỏe để vợ không còn quá bận tâm về việc nhà. Khi khó khăn ập đến, chúng tôi càng hiểu về giới hạn của con người mình và nhận thức lại mọi việc đúng đắn hơn. Tôi trân quý ở vợ ở tính cách mạnh mẽ. Cô ấy luôn bình tĩnh, sâu sắc, rõ ràng và tình cảm. Trở lại với talk show của MC Nguyên Khang, bên cạnh trải lòng về biến cố vừa qua, Thanh Bùi còn có những chia sẻ về chuyện nghề, đặc biệt là về 8 năm gián đoạn nghệ thuật. Năm 2016,
tôi ngồi cạnh nhóm nhạc Hàn Quốc BTS ở lễ chào giải Grammy. Đó là ước mơ được ngồi chung khán phòng với tất cả idol của mình. Khi ấy, các con tôi mới chỉ vài tháng tuổi. Tôi thực sự phải lựa chọn giữa làm cha và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Nếu theo đuổi ước mơ, tôi phải ra ngoài liên tục trong thời gian dài, không phù hợp với hoàn cảnh của mình lúc đó. Tôi quyết định tạm dừng để làm tròn trách nhiệm của người cha. Dù gì, tôi cũng đã theo nghề từ năm 17 tuổi, tôi không hối hận. Hiện tại, tôi mới 41 tuổi, tôi có thể trở lại với âm nhạc thời gian sau. Bên cạnh đó, Thanh Bùi còn cho biết anh đã về Việt Nam được 14 năm. Chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của thị trường âm nhạc, anh cảm thấy vô cùng ấm lòng khi nhắc về giai đoạn anh là nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tôi không bao giờ quên được cảm giác lo ngại về khả năng nói tiếng Việt để giao lưu với khán giả trên sân khấu. Nhất là sau chương trình The Voice Kids, tôi nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người, từ chị bán bánh bò đến anh lái taxi. Tôi luôn ghi nhớ. Ở thì hiện tại, Thanh Bùi cho biết anh đã tập trung gần như toàn bộ thời gian cho giáo dục. Ngoài ra, anh hoạt động nghệ thuật thông qua công ty quản lý nghệ sĩ. Nghệ sĩ hiện nay rất khác so với các thế hệ trước. Họ tự viết nhạc, sản xuất nhạc, hát tiếng Anh rất tốt và tư duy âm nhạc rõ nét, có chiều sâu. Tôi thấy ước mơ của mình về việc mang nghệ thuật nước ngoài về Việt Nam và mang Việt Nam ra thế giới đang có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng còn rất dài. Chia sẻ quyết định xây dựng hệ thống giáo dục với định hướng riêng, Thanh Bùi cho biết xuất phát từ chính câu chuyện của mình, đặc biệt sau khi cặp song sinh con anh được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Khi bản thân và một số chuyên gia giáo dục kiên nhẫn từng bước để các con vượt qua, anh mong muốn góp sức đào tạo và thúc đẩy phát triển toàn diện các nhân tố trẻ, đặc biệt với trẻ giống như con mình. Tôi không nghĩ mình làm việc gì lớn lao. Mục tiêu của tôi đơn giản là muốn thấy các con có cơ hội được xã hội nhìn nhận bình thường, xóa bỏ hết phân biệt. Nếu ngày mai tôi không thức dậy nữa hoặc chỉ còn vài hơi thở, tôi có thể nói với bản thân rằng mình đã sống hết lòng và may mắn theo đuổi đam mê. Nếu hỏi tôi yêu thích ngành nào nhất, đó chính là giáo dục. Như vậy có thể thấy, mặc dù mọi người nhìn vào có thể đều bày tỏ sự lo lắng cho Thanh Bùi trong suốt khoảng thời gian 2 năm qua, song chính bản thân người trong cuộc lại đang rất ổn. Và qua đó lại càng thấy được sự quan trọng vẫn là sự đón nhận sự việc. Dù ở khía cạnh nào thì cảm quan của người trải qua vẫn luôn khác nhau, không ai giống ai. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ ngày trở lại của Thanh Bùi, cũng như cách anh ấy nhìn nhận và trải qua biến cố? Hãy bày tỏ quan điểm và cảm nhận của mình để IBIS được biết với nha.